Uh, câu hỏi của bạn uh, hảo mì tôm chào bác sĩ bé nhà em được một tháng tuổi bị dỉ mắt phải làm sao cho hết cái dỉ mắt của em bé thông thường nó do hai nguyên nhân một là bị thực sự là bị viêm kết mạc Thì cái mắt nó đỏ lên nó ra rất nhiều dỉ mắt uh, mỗi lúc mà em bé ngủ dậy là hai mắt nó bị dính chặt vào với nhau mà cái dỉ nó nhiều nó màu vàng đục trường hợp thứ hai đó là do tắc tuyến lệ À, thông thường thì đến khoảng 4-5 tuần tuổi này, Em bé bắt đầu xuất hiện tình trạng khóc Có nước mắt Thì cũng song song với nó là chúng ta phát hiện xem là Có bị tắc tuyến lệ hay không Nhìn vào mắt em bé là nó có thấy bị ướt Nó cứ lóng lánh như là sắp khóc Thông thường thì à, Sẽ bị một mắt thôi Một số ít trường hợp thì sẽ bị cả hai mắt À, dỉ mắt nó cũng có nó không có quá nhiều nó không làm dính chặt hai cái mí mắt vào với nhau đâu thường thường là chỉ ở khóe mắt thôi và cứ ngủ dậy là các bạn thấy cái dỉ này nó cũng hơi vàng vào trong mắt thì không đỏ không sưng gì cả thế thì chúng ta xử lý như thế nào à, bình thường thì các bạn sẽ dùng nước muối sinh lý để nhỏ rửa vệ sinh hàng ngày cho con thôi những cái trường hợp mà dỉ mắt nó nhiều nên nó đục màu Đấy, và mắt có hiện tượng sưng đỏ thì các bạn có thể cho bé khám bác sĩ và dùng cái thuốc nhỏ mắt cái thuốc nhỏ mắt à, điều trị cho em bé bây giờ tương đối an toàn mà có thể sử dụng cho lúc sơ sinh đó là cái thuốc tobrac à, cái thuốc này thì có thể sử dụng khoảng 3 ngày thôi này, em bé hết rồi nó rất nhạy với cái tình trạng à, dỉ mắt viêm mắt ban đầu của em bé à, sau đó thì em bé vẫn có thể tồn tại cái tình trạng là còn dỉ mắt này nữa có thể hết viêm ví dụ tắc tuyến lệ một thời gian nó cũng gây ra tình trạng viêm chúng ta nhỏ thuốc thì nó hết viêm rồi nhưng cái tắc tuyến lệ nó chưa hết được thì mắt nó vẫn cứ long lánh thế thì cái hơi nước nó bốc lên cái mắt nó ướt mà cái nước mắt nó bay hơi nó bốc nó hơi đi thì nó để lại uhm, chính là cái dỉ mắt đấy nó trong trong đấy nên là cũng không vấn đề gì quá nếu mà nó chỉ có dỉ mắt một ít nó không đỏ mắt không có chịu nhiều thì các bạn cứ duy trì nó mới sinh lý là được còn cái tuyến lệ này thì hàng ngày chúng ta sẽ dây cái góc mắt này cái góc mắt và bên cái mắt bị nhiều gì mắt những cái biểu hiện tắc tuyến lệ đấy thì từ từ nó sẽ tự thông còn những em bé thì vài ba tuần còn những em bé thì vài ba tháng ừ, sau sáu tháng nếu mà nó tắc nhiều mắt nó cứ lúc nào cũng ướt mà nhiều dỉ mắt hoặc nó gây ra những cái đợt viêm ý, thì bác sĩ có thể sẽ thông tắc tia cho em bé nhà bạn còn cái trường hợp nó vẫn có tắc tuyến lệ nhưng mà tắc không nặng dỉ mắt không quá nhiều cũng không gây ra những cái đợt viêm thì đợi đến sau một tuổi thì mới thông tắc cho con bởi vì cái thông cái tuyến này nó rất, rất nhỏ nó nhỏ xíu xíu như người ta vậy nhưng mà thông tắc thì nó đau và nó cũng có những cái nguy cơ mà tái phát lại phải thông đi thông lại nhiều lần